Xin chào tất cả mọi người. Đến hẹn lại lên, cứ 12 giờ trưa là MediaMart sẽ tổ chức một livestream bán hàng với những deal giá sốc, giá cực kỳ khủng luôn, và chỉ duy nhất trong ngày hôm nay, duy nhất cho những khách hàng nào đặt hàng online trực tiếp trên livestream của Bảo Ngọc ngày hôm nay thôi ạ. Và mọi người ơi, không biết là trong lúc chúng ta giãn cách tại nhà theo chỉ thị 16 thì mọi người cảm thấy như thế nào? Bảo Ngọc thấy thì không quá buồn chán đâu nhá, bởi vì chúng ta ở nhà này có thời gian để chăm sóc bản thân hơn, nấu ăn cho gia đình này, cũng như là tương tác, chat chít và tán gẫu với bạn bè nhiều hơn. Không biết là mọi người có giống Bảo Ngọc không nhỉ? Và đặc biệt là khi mà rảnh rỗi ở nhà thì Bảo Ngọc lại có một cái thói quen là hay sử dụng điện thoại và mua hàng online. Điện thoại cứ lướt liên tục này, xem có những cái deal giá giảm không này, deal giá sốc không là săn sale luôn mọi người ạ. Thế là chắc chắn là các chị em phụ nữ ở nhà cũng thường xuyên giống như Bảo Ngọc đúng không nào? Và đến hẹn lại lên rồi, như trong vừa đầu Bảo Ngọc vừa giới thiệu đúng không ạ? Trong livestream ngày hôm nay, duy nhất trong livestream thôi cả nhà nhá, chúng mình sẽ có những deal giá cực kỳ sốc, cực kỳ khủng, đặc biệt ưu đãi dành cho những khách hàng nào xem livestream này và mua hàng trực tiếp trên livestream. Nhưng mà lưu ý thì cái bước đầu tiên đừng bao giờ bỏ lỡ là chúng ta hãy share ngay cái livestream này lên trang cá nhân cho chúng ta nhé. Mà mọi người biết không, khi mà chúng ta mua hàng online thì vừa tiện này, vừa tiết kiệm chi phí, lại vừa tiết kiệm công sức. Chúng ta không cần phải đi ra ngoài trong khi mà dịch đang diễn biến căng thẳng như thế này, chỉ cần ở nhà và đặt hàng online thôi, vô cùng thích luôn. Hơn thế nữa thì trong cái dịp online này thì chúng ta sẽ được những cái deal giá cực kỳ sốc, cực kỳ khủng nhá mọi người nhá. Đó, và chỉ trong livestream ngày hôm nay thôi thì MediaMart sẽ đưa cho mọi người những cái đồ dùng phải gọi là vô cùng thiết yếu với những deal giá cực rẻ, cực kỳ sốc ngày hôm nay. Và Ngọc thật sự vui khi mà được quay lại với tất cả mọi người. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem là đã có bao nhiêu người vào tương tác cùng với livestream của MediaMart nha. Rồi, như vậy là hiện tại đã có gần 1.000 lượt xem rồi ạ. Em xin chào tất cả mọi người. Đã thấy rất là nhiều lượt thả tim và tương tác rồi. Em xin chào chị Trang này, chị Hoa Phạm này, chị Nhung Bùi này. Mọi người ơi, chúng ta hãy chia sẻ tương tác giúp em đi ạ. Hãy chia sẻ công khai trên trang cá nhân, tác thật nhiều bạn bè và người thân vào đi ạ. Biết đâu khi mà chúng ta trong đợt dịch này thì gia đình chúng ta, bạn bè và người thân chúng ta cùng nhau có thể săn được những cái món đồ giá cực kỳ rẻ mà lại cực kỳ hữu ích trong khi đợt dịch ở nhà mọi người nhá. Vâng ạ, em xin chào tất cả mọi người. Chúng ta khi mà đặt hàng trên livestream thì vừa được tương tác trực tiếp này, vừa được xem những cái món hàng trực tiếp Bảo Ngọc giới thiệu này. Hơn thế nữa thì lại còn có những cái tiết kiệm chi phí rất là nhiều, rồi chế độ hậu mãi của MediaMart nữa, nên chúng ta hoàn toàn yên tâm khi mà đặt hàng trên livestream của MediaMart nha mọi người. Rồi, em xin chào tất cả khách hàng đang thả tim ạ, đang comment ạ. Chào mọi người ạ. Rồi, có comment hỏi rằng là mình có miễn phí ship không? Mọi người yên tâm là tất cả những cái đơn hàng đặt trên livestream chúng ta được miễn phí giao hàng trên toàn quốc mọi người nhé. Và giao hàng tận nơi và miễn phí trên toàn quốc luôn, nên không cần lo lắng nha mọi người ơi. Rồi ạ, em xin chào mọi người ạ. Rồi, như vậy thì chúng ta hãy chú ý theo dõi livestream ngày hôm nay để không bỏ lỡ bất kỳ một cái deal giá sốc nào nhé. Còn bây giờ thì trước khi Bảo Ngọc bắt đầu vào livestream thì một lần nữa này, mọi người hãy chia sẻ cho em công khai trên trang cá nhân và các hội nhóm nha, rồi tag thật nhiều bạn bè vào nha. Rồi, bây giờ thì hãy cùng Bảo Ngọc đến với những điều bất ngờ ngay sau đây. Và không để chúng ta phải chờ đợi lâu hơn nữa thì ngay bây giờ Bảo Ngọc sẽ cho quý vị biết một sản phẩm phải gọi là siêu phẩm ngày hôm nay mà Bảo Ngọc muốn đưa tới trong livestream. Đó chính là chiếc bếp ga. Từ lâu thì chắc chắn bếp ga đã trở thành một vật dụng vô cùng quen thuộc mà có thể nói là cần thiết trong gia đình của mỗi chúng ta đúng không nào? Tuy nhiên thì mọi người thường băn khoăn lo lắng khi lựa chọn bếp ga, bởi vì trên thị trường hiện nay thì có vô vàn mẫu mã này, chủng loại rồi giá thành khác nhau. Vậy thì thế nào để có thể vừa tìm được một chiếc bếp ga vừa có giá thành rẻ này, vừa có chất lượng tốt này, vừa đảm bảo là hàng chất lượng, không phải hàng giả, hàng nhái? Thì bây giờ Bảo Ngọc sẽ giới thiệu luôn cho cả nhà luôn một em bếp ga đáng, phải gọi là đáng giá và cần thiết mua của chúng ta. Đó chính là chiếc bếp ga Dương Kính Kangaroo KG505 ngay trước mặt Bảo Ngọc đây. Một em bếp ga phải gọi là cực kỳ xuất sắc luôn, phải gọi là cực kỳ có cái giá cực sốc nhá. Mà chút nữa thôi nhá, đừng bỏ lỡ livestream này, phải mọi người phải theo dõi hết để Bảo Ngọc sẽ giới thiệu giá cho cả nhà. Còn bây giờ thì mình sẽ đi vào từng cái tính năng này, từng cái công dụng cũng như là vẻ ngoài rất là xinh xắn và đáng yêu của em bếp ga Kangaroo này nha. Vừa nhìn thì chúng ta đã thấy được là bếp ga Kangaroo có một cái màu đen bóng đúng không nào? Màu đen bóng này thì vừa có sự thanh lịch này, vừa có sự sang trọng của bếp ga Kangaroo mọi người nha. Đây ạ. Đó, chất liệu phải gọi là kính sáng bóng luôn, với núm xoay điều khiển nhẹ nhàng. Đây ạ, chúng ta thể quan sát này, núm xoay của em này điều khiển rất là dễ dàng và nhẹ nhàng này. Đó, kể cả người già ở nhà chúng ta cũng có thể dễ dàng sử dụng được với những cái núm cơ vặn đơn giản như thế này mọi người nhá. Đó, hơn thế nữa thì chúng ta điều chỉnh bếp là một cách là đơn giản nhất, hai bếp như thế này. Đó, rất là tiện lợi trong việc chúng ta nấu nướng ở nhà đúng không? Như quý vị thấy thì thân bếp đây, thân bếp của chúng ta được bao phủ một lớp inox. Đó, thân bếp được bao phủ inox này mọi người này.
chắc chắn và sáng bóng. À, Bảo Ngọc thì rất là thích những cái chất liệu inox bởi vì nó chắc này, khỏe này, hơn thế nữa còn sáng bóng và tránh được cái sự va chạm trong quá trình sử dụng. Đặc biệt nhá, điểm đặc biệt của em này này, với cái bo tròn ở bốn góc mọi người nhá, chúng ta để quan sát này. Đó, bốn góc đã được nhà thiết kế bo tròn lại, khiến chúng ta khi mà chúng ta có lỡ tay mà va chạm trong quá trình nấu nướng thì cũng không gây tổn thương cho tay mọi người nha. Đây là một điểm cộng của em bếp ga này, đó chính là những cái thiết kế được bo tròn ở các góc cạnh như thế. Đó, bạn chắc chắn sẽ không bị đau đâu. Như những thiết kế ở những chiếc bếp ga thông thường khác thì Bảo Ngọc nấu nướng mà những cái bếp ga mà không có những cái thiết kế tối ưu nhất cho người dùng thì thường xuyên va đập vào sẽ gây tổn thương tay của chúng ta, đúng không ạ? Sản phẩm có mặt kính đen như Bảo Ngọc vừa chia sẻ rồi. Mặt kính đen này thì có thể nói là chất liệu kính cao cấp với khả năng chịu lực rất rất tốt luôn. Đây ạ, đó Bảo Ngọc con. Chúng ta quan sát thấy không ạ? Bảo Ngọc sẽ test thử luôn cho cả nhà nhé. Với cái chất liệu kính sáng bóng và chắc chắn như thế này, chúng ta hoàn toàn yên tâm cho quá trình sử dụng. Nếu như có sự va đập thì cũng không hề lo là bị vỡ hay là bị xước mọi người nha. Nó rất là bền bỉ cái thời gian luôn. Bảo Ngọc đã thử dùng một chiếc bếp của Kangaroo rồi. Các dòng bếp Kangaroo thì cực kỳ bền bỉ này. Và hoàn toàn yên tâm nhé mọi người nhé. Hoàn toàn yên tâm, chúng ta sẽ không lo lắng là có mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng hay không. Đến với MediaMart mọi người ạ, hoàn toàn là những hàng chất lượng này, những sản phẩm phải gọi là tuyệt vời nhất mà chúng tôi đưa tới khách hàng, cũng như là một cái lời tri ân, một lời cảm ơn những khách hàng đã ủng hộ MediaMart trong suốt thời gian qua. Chính vì vậy chúng tôi mới có những cái deal giá sốc với những sản phẩm như vậy. Thì chiếc bếp ga này chính là một sản phẩm vừa tiện ích này, vừa có giá rẻ phải chăng mọi người nha. Vô cùng tiện lợi trong quá trình sử dụng luôn. Hơn thế nữa thì như chúng ta thấy là với cái lớp kính như thế này có khả năng chịu lực tốt này và tránh bị xước nhá. Đây là một cái điểm cộng rất lớn của em này, đó là tránh bị xước trong quá trình sử dụng. Nếu mà chúng ta ở trong bếp mà có nhiều dao, nhiều thớt rồi những cái đồ dùng vật dụng nặng mà có nhỡ rơi vào bếp này hay là có nhỡ bị xước sát lên cái bếp này thì cũng hoàn toàn yên tâm bởi vì chống xước rất tốt luôn. Đó. Và hơn thế nữa thì Bảo Ngọc thấy rằng là chúng ta nấu nướng mà luôn luôn cần một cái sự yên tâm, một cái sự phải gọi là cảm thấy an toàn cho con bếp của chính mình. Thì đây chính là một chiếc bếp ga như vậy, thì chúng ta hoàn toàn yên tâm trong quá trình nấu nướng và giữ sản phẩm của nhà mình luôn luôn được đẹp và như mới. Bếp thì Bảo Ngọc khuyến khích chúng ta nên sử dụng những cái dòng bếp mà có màu đen mọi người nhá, để có nhỡ bắn những cái mỡ bẩn rồi những cái đồ ăn bị bắn ra trong cái quá trình nấu nướng thì cũng dễ dàng lau này, cũng như là nó sẽ không để lại những cái vết ố bẩn giống như là các sản phẩm bếp mà có tông màu sáng mọi người nhá. Đó, tông màu trầm ấm như thế này có thể phù hợp với cả mọi không gian, mọi thiết kế, mọi những cái điểm trang trí trong căn bếp của chúng ta nữa, đúng không nào? Thêm một điểm nữa Bảo Ngọc cực kỳ ưng của em này, đây ạ, đó chính là bộ kiềng mọi người nhá. Đây, bộ kiềng của chúng ta Bảo Ngọc sẽ giơ lên cho mọi người thấy luôn này. Bộ kiềng của chúng ta là bộ kiềng bằng thép mọi người nhá. Bộ kiềng bằng thép và tráng men được đánh giá rất cao với khả năng chống trơn trượt đây ạ. Đây, bộ kiềng bằng thép này nhưng mà được tráng men mọi người nhá, trông rất là đẹp luôn nhưng lại được đánh giá cực kỳ cao. Đánh giá cao bởi vì khả năng chống trơn trượt của cái bộ kiềng này. Đó, chúng ta có thể sử dụng được tất cả các loại nồi như là inox này, rồi nồi thủy tinh mà, rồi cả những cái nồi mà sử dụng những cái lớp tráng men cũng hoàn toàn yên tâm bởi vì đây là bộ kiềng chống trơn trượt nên không cần phải lo lắng trong quá trình sử dụng là liệu là những cái nồi thủy tinh hay là những cái nồi inox có bị trượt ra khỏi kiềng hay không, để chúng ta hoàn toàn yên tâm. Đấy ạ, mọi người có thể quan sát kỹ này. Bộ kiềng này thì làm được rất là đẹp mọi người nhá, được thiết kế cũng khá là đẹp này. Đây, inox tráng men và Ngọc cực kỳ thích của thiết kế này. Đó. Không bao giờ lo lắng bị đổ hay trượt khỏi bếp nấu ăn. Và chúng ta có thể thấy rằng là mâm chia lửa cũng được làm bằng thép mọi người nhá, làm bằng thép vô cùng chắc chắn này, để hạn chế cái tình trạng cong vênh. Đó, hạn chế tình trạng cong vênh cho bộ sản phẩm trong quá trình sử dụng. Đây là một điểm cộng cũng lớn của em này, đó chính là cái bộ chia lửa này. Hoàn toàn không bị cong vênh. Nhiều những cái dòng bếp mà kém chất lượng khi mà chúng ta sử dụng thì một thời gian sau là cái bộ chia lửa này nó đã bị cong vênh rồi. Bởi vì chúng ta quá trình đun nấu hàng ngày quá nhiều đúng không ạ? Từ 2 tới 3 lần. Thậm chí là trong cái đợt dịch Covid đang diễn ra diễn biến phức tạp ở nhà nhiều như thế này thì những cái bộ chia lửa này có khi phải hoạt động đến 5 lần, 7 lần. Như nhà Bảo Ngọc là phải đến 10 lần nấu ăn trong bếp ấy ạ. Đó, thì với những cái dòng bếp như thế này của Kangaroo như thế này thì bộ chia lửa này cực kỳ chắc chắn và không bị cong vênh mọi người nhé. Bảo Ngọc đảm bảo rằng là sẽ không bị cong vênh trong quá trình sử dụng. Đó, hơn thế nữa thì bộ kiềng của chúng ta có thể tháo ra tháo vào cực kỳ dễ dàng và đơn giản này. Mọi người thấy này, Bảo Ngọc có thể dễ dàng nhấc ra, dễ dàng lắp lại như vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng vệ sinh căn bếp của mình. Nếu như trong quá trình nấu nướng mà có lỡ bị trào hay bị sôi hay là bị bắn dầu, bắn mỡ lên cái bộ chia lửa hoặc là lên cái bộ kiềng này thì chúng ta có thể dễ, rất là dễ luôn tháo ra để lau sạch. Đó, lau sạch bách luôn nhá, tháo ra rất là dễ này. Không cần phải cầu kỳ rồi mệt mỏi, chỉ cần tháo ra tháo vào rất là dễ như thế này.
đảm bảo rằng là cái bếp gà của chúng ta sẽ như mới luôn, như sạch luôn nếu mà chúng ta biết cách chăm sóc, đúng không ạ? Sẽ không bao giờ lo là bị cũ, bị ố hay là bị bẩn trong quá trình sử dụng mọi người nha. Hoàn toàn yên tâm mọi người nhá, hoàn toàn yên tâm luôn. Hơn thế nữa thì hệ thống đánh lửa, à chắc là nhiều người cũng đang quan tâm đúng không ạ? Nhiều người quan tâm tới hệ thống đánh lửa của em bếp ga Kangaroo này thì mình bật mí và chia sẻ luôn. Thì hệ thống đánh lửa của bếp ga Kangaroo là hệ thống Magneto mọi người nhá, Magneto êm và cực kỳ nhạy. Đó, với hệ thống Magneto này thì ai đã tìm hiểu rồi thì cực kỳ êm ái trong quá trình sử dụng và rất là nhạy nhá mọi người nhá. Đó, hoạt động của chúng ta sẽ dựa trên nguyên lý là sử dụng hai đá lửa đập vào nhau để tạo ra ngọn lửa đều và có màu xanh mọi người nha. Hoạt động trên nguyên lý là hai đá lửa đập vào nhau theo nguyên lý Magneto này thì sẽ có những cái ngọn lửa rất là đều và có cái màu xanh mọi người ạ. Người dùng có thể nhẹ nhàng tạo lửa, đây nhẹ nhàng tạo lửa đây, bằng cái núm xoay tròn này vừa vặn khi cầm nắm đây. Cái núm này sẽ giúp chúng ta tạo lửa trong quá trình nấu này rất là dễ. Đấy, từ to đến lớn, từ nhỏ đến to, hoàn toàn dễ làm. Ai mà muốn hâm nóng rồi muốn đun lửa nhỏ thì cũng thể sử dụng được. Hay là ai muốn để lửa to để rán hoặc là để nấu nướng cho nhanh sôi nước thì cũng có thể hoàn toàn yên tâm. Bởi vì em này là có cái cấu tạo cũng như là cái bộ đánh lửa Magneto là sử dụng rất là bền bỉ với thời gian, cũng như là đưa ra cái công năng hiệu quả nhất cho bếp ga Kangaroo này. Rồi nhiều khi chúng ta ngại ngần trong việc vệ sinh bếp đúng không ạ? Một cái điều đó là Bảo Ngọc vừa nói ở trên rồi, là rất là ngại ngần trong việc vệ sinh bếp thì hoàn toàn yên tâm, với em bếp này dễ dàng vệ sinh cực kỳ luôn nhé mọi người nhé. Với cái mặt kính sáng bóng này thì không cần nói rồi, cực kỳ dễ lau rửa rồi, rồi cả kiềng nữa này, dễ nhấc ra nhấc vào cực kỳ luôn này, vệ sinh kiềng rồi vệ sinh cả cái hệ thống ở bên này đó, mâm chia lửa như thế này cũng rất là dễ luôn mọi người nhé, hoàn toàn yên tâm với cái em này là dễ dàng vệ sinh nhất luôn. Thực sự là theo Bảo Ngọc thấy thì Kangaroo đã có cái sự thiết kế thông minh, cực kỳ thông minh ở dòng bếp này, giúp chúng ta có thể dễ dàng vệ sinh mọi người nha. Và quý vị ơi, trong livestream săn hot deal giá cực sốc ngày hôm nay, Bảo Ngọc sẽ công bố luôn cho quý vị, không để chúng ta phải chờ đợi lâu nữa. Đó chính là giá cực sốc của em này nhá. Một hot deal phải gọi là chưa từng thấy trong lịch sử luôn. Chỉ 699.000 đồng cho một em bếp ga Kangaroo dương kính KG505 mọi người nha. Còn giá niêm yết của chúng tôi là 890.000 đồng cơ mọi người ơi. Giá niêm yết này là 890.000 đồng thì trong livestream chỉ còn 699.000 đồng, tương đương với việc là chúng ta đã giảm giá tới bao nhiêu ạ? 21% trên bếp ga này. Ôi trời đất ơi, chưa bao giờ Bảo Ngọc thấy một cái deal phải gọi là cực sốc như thế này. Phải gọi là MediaMart lần này chơi lớn cực khủng luôn mọi người nha. Chắc chắn là bởi vì hiểu tâm lý các chị em mà đợt dịch như thế này thì ở nhà mà rất là đam mê nấu ăn và muốn nấu cho gia đình những cái bữa ăn thơm ngon thì rất cần những cái bếp ga tiện dụng lại có giá cả phải chăng như thế này, dễ dàng lau chùi, hơn nữa lại bền bỉ hơn thời gian. Đó, nên mới có cái deal giá cực khủng như thế này, chỉ 699.000 đồng cho một em bếp ga Kangaroo. Và chắc chắn là chưa bao giờ có giá này luôn, Bảo Ngọc cam đoan một điều như thế. Còn giá gốc của chúng ta là như thế nào ạ? 890.000 đồng, giảm tới 21% nha mọi người ơi. Hãy nhanh tay đặt mua luôn trong livestream mọi người nha. Tuy nhiên thì deal giá sốc thì không kéo dài lâu, chỉ duy nhất trong ngày hôm nay nha mọi người. Deal giá sốc dành cho những khách hàng nào đặt hàng ngay trong livestream hoặc là inbox trực tiếp tới fanpage của chúng tôi hoặc là gọi tới hotline của chúng tôi luôn 1900 6788 luôn nha cả nhà ơi. Đó, chỉ có các cách như vậy thôi mới có thể sở hữu với giá cực rẻ như vậy. Đến ngày mai thôi là chúng mình đã hết cái chương trình hot deal này rồi mọi người ơi. Để săn hot deal thì Bảo Ngọc bật mí luôn là trong livestream này đừng chần chừ để comment luôn hoặc là để lại số điện thoại nhá. Mọi người hãy để lại số điện thoại ngay trong livestream này để được bộ phận tư vấn của MediaMart sẽ gọi điện và tư vấn thật nhiệt tình những cái sản phẩm hot deal mà chúng mình đang cần mọi người nha. Còn bây giờ thì Bảo Ngọc chỉ muốn nhắc lại này, 699.000 đồng cho em bếp ga này thôi đúng không ạ? Và như vậy thì vừa rồi Bảo Ngọc cũng đã đưa ra những cái thông tin cực kỳ hữu ích cho em này này, cùng với giá là 699 so với giá niêm yết là 890.000 đồng. Giá niêm yết này thì đã được giảm tới 21% nha, 21% duy nhất trong livestream. Đó, chần chừ gì nữa, hãy nhanh tay comment đặt hàng đi ạ, hoặc là tag những cái người thân, những bạn bè gia đình của chúng ta vào, biết đâu rằng là họ cũng là những người đang cần sở hữu những chiếc bếp ga tuyệt vời, bền bỉ, chắc chắn lại có giá thành cực kỳ phải chăng đúng không ạ? Duy nhất trong livestream thôi cả nhà nha. Đó, hơn thế nữa thì Bảo Ngọc nghĩ rằng là với một chiếc bếp ga dùng suốt từ năm này qua năm khác để nấu nướng cho những người thân yêu, những cái bữa cơm thật là ấm cúng cho gia đình thì còn tuyệt vời hơn nữa đúng không nào? Không có gì có thể nói là tuyệt vời hơn nữa khi mà chúng ta có thể dành hết tâm huyết đến những cái người thân yêu cho gia đình đúng không ạ? Đặc biệt là những chị em phụ nữ mà thường xuyên đứng trong căn bếp thì đây là một lựa chọn tuyệt vời nhất. Còn bây giờ thì Bảo Ngọc sẽ bắt đầu chuyển sang những cái sản phẩm hot tiếp theo.
À, quý vị thân mến, không biết rằng lúc nãy chúng ta đã kịp đặt mua bếp ga trong livestream chưa ạ? Nếu như chưa thì chúng ta đừng quên là comment ngay bây giờ mọi người nhá. Chúng tôi vẫn đang nhận được rất là nhiều những cái đơn đặt mua đến từ fanpage, đến từ hotline cũng như đến từ livestream ngày hôm nay đấy ạ. Còn bây giờ thì bà Ngọc sẽ sang một siêu phẩm khác ngay bên cạnh bà Ngọc đây, đó là chiếc quạt cây. À, với chiếc quạt này thì bà Ngọc nghĩ rằng là cái sản phẩm mà xuất hiện nhiều nhất trong nhà của chúng ta mỗi khi mùa hè đến đúng không nào? Thậm chí là mỗi nhà còn phải có tới 3-4 cái quạt thì bà Ngọc nghĩ rằng đây là một cái sản phẩm mà có rất là nhiều những cái lợi ích và ưu điểm mà bà Ngọc sẽ giới thiệu ngay bây giờ đây. À, như chúng ta cũng biết là trên thị trường thì có rất là nhiều mẫu mã rồi giá cả và kiểu dáng của những chiếc quạt khác nhau. Vậy thì em quạt này có điều gì đặc biệt ạ? Đừng bỏ lỡ những cái thông tin ngay sau đây bà Ngọc sẽ giới thiệu nha. Và chiếc quạt cạnh bà Ngọc đây có mã sản phẩm là STS4017VD đến từ thương hiệu MyDear. Với thiết kế nhỏ gọn, đơn giản và đi kèm với màu sắc trắng rất là thanh lịch, dễ dàng sử dụng đúng không ạ? Với cái tông màu này thì phù hợp với mọi gia đình và với mọi không gian nội thất. Với cái tông màu trắng rất là nhã nhặn. Và nghĩ rằng là với những chiếc quạt cây như thế này thì với những cái tông màu sáng cũng khiến căn nhà của chúng ta trở nên sáng bừng, cũng như là không hề có cái cảm giác mà tối tăm. Và với cái thiết kế này thì cũng rất là thanh lịch nhỏ gọn, bởi vì thay vì những chiếc quạt rất là cồng kềnh đồ sộ rồi những cái quạt màu nâu, màu đen trông rất là hầm hố thì em quạt này có cái điểm cộng lớn ở thiết kế đó là rất là nhã nhặn và thanh lịch, phù hợp với mọi không gian nội thất, đặc biệt là những cái gia đình trẻ hiện đại ở những cái căn chung cư nhỏ. Thì mình nghĩ rằng là những chiếc quạt cây nhỏ gọn như thế này thì ở nhà chúng ta có thể đặt luôn cả 3-4 chiếc luôn, cũng hoàn toàn tiện lợi, mỗi phòng 1-2 chiếc quạt như thế này. Đó, vừa đưa ra những cái làn gió thanh mát lại vừa giống như một cái vật để chúng ta trang trí trong căn nhà đúng không ạ? Từ các không gian như là phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn, phòng bếp thì chúng ta đều có thể sử dụng chiếc quạt này. Giống như bà Ngọc vừa chia sẻ đúng không ạ? Một cái căn chung cư trên một mặt sàn hoặc là một cái gia đình hiện đại bây giờ thì rất là ưa chuộng những cái dòng quạt cây có thiết kế nhỏ gọn và thanh lịch. Thậm chí chúng ta có thể mua 2-3 cái để mấy góc phòng luôn cũng được mọi người nha. Với em quạt này vừa tông xẹt tông mà lại vừa nhã nhặn thanh lịch, vừa giống như một cái điểm nhấn trang trí cho căn hộ của chúng ta phải không nào? Hơn thế nữa thì cái em quạt này có chiều cao thân quạt thay đổi mọi người nhé. Với em quạt này chúng ta có thể dễ dàng thay đổi chiều cao thân quạt mọi người ạ, từ thấp lên cao một cách hoàn toàn dễ dàng, để có thể điều chỉnh phù hợp với nhu cầu của mỗi người. Trong mỗi không gian và diện tích làm mát thì chúng ta cực kỳ yên tâm, bởi vì em này rất là dễ dàng thay đổi cái chiều cao, muốn cao có cao, muốn thấp có thấp. Ở phòng ngủ mà chúng ta muốn điều chỉnh thấp xuống cũng được này, ở phòng khách mà muốn điều chỉnh cao lên cũng được luôn, hoàn toàn yên tâm trong quá trình sử dụng. Ngoài ra thì em này có cái dây điện mọi người nhá, có thể quan sát này, dây điện của em nó là màu trắng mọi người nhá, có tông màu trắng này. Đó, và dây điện này thì có chiều dài lên tới 155 cm, nghĩa là hơn 1,5 m. Với cái chiều dài như thế này thì rất là dễ để cắm điện này, và không lo bị dây quá ngắn là vướng víu, cũng như là không lo là dây quá dài để mất thẩm mỹ đúng không ạ? Với cái mình nghĩ rằng là với cái chiều dài của dây điện là 1,5 m là phù hợp cho mỗi gia đình. Đó. Tiếp đến thì quý vị thấy là sản phẩm này được trang bị lồng quạt nhé mọi người. Được trang bị lồng quạt này rất là chắc chắn luôn. Lồng quạt của em này cực kỳ chắc chắn này. Đó, nan quạt thì đan khít. Nan quạt này rất là khít nhá, khít nhau này. Với cái nan quạt đan khít như thế này thì rất là đảm bảo an toàn cho chúng ta, tránh các bạn nhỏ ở nhà đúng không ạ, nghịch ngợm rồi sờ mó rồi cho tay vào quạt. Thì với cái nan quạt được đan khít như thế này thì rất là đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ này. Khi mà các bé ở nhà chúng ta tiếp xúc gần thì bố mẹ cũng yên tâm hơn, bởi vì cái lồng quạt này rất là chắc chắn này, không bị bung, cũng như là cái nan quạt. Đó, cái nan quạt rất là khít như thế này, các bé hoàn toàn yên tâm và cũng các bố mẹ cũng yên tâm phần nào khi mà cho con chơi ở nhà mà không cần phải hướng mắt theo dõi thì cũng yên tâm với chiếc quạt này mọi người nha, rất là yên tâm luôn. Quý vị thấy đây ạ, điều này thì cực kỳ an toàn, thật sự là cực kỳ an toàn với những gia đình nào mà có trẻ nhỏ các bạn nhé. Ngoài ra thì với thiết kế này thì người dùng cũng dễ dàng để tháo rời, lau vệ sinh. Đó, thiết kế lồng này thì chắc chắn nhưng mà cũng dễ để các bậc phụ huynh của chúng ta tháo rời để lau đi. Đó, và với cái em quạt này mà chúng ta lau thường xuyên thì vẫn giữ được cái màu trắng rất là tinh khôi và thanh lịch này. Hoàn toàn yên tâm trong quá trình sử dụng nha mọi người nhá, không cần phải lo lắng luôn. Đó, hơn thế thì sau một thời gian sử dụng chúng ta cũng nên lau chùi thường xuyên mọi người nhá. Của phải gọi là gì ạ, phải giữ thì nó mới bền đúng không nào? Chúng ta có thể luôn giữ được cái màu sắc tươi mới cho sản phẩm nếu như chúng ta biết cách lau chùi, vệ sinh sản phẩm một cách thường xuyên và đúng cách mọi người nha. Thì của bền là tại người mà. Đó, cứ giữ gìn cái quạt này thì chắc chắn là để được bao lâu cũng được luôn, qua năm tháng luôn sẽ đi theo gia đình chúng ta, nên rất là cần đúng không ạ?
Hơn thế nữa thì em này được gọi là quạt lửng mọi người nha, quạt lửng Midea STS4017VD với 3 cánh quạt có đường kính, 3 cánh quạt với đường kính là 40cm. Bây giờ thì bà Ngọc sẽ thử tắt chiếc quạt này để mọi người quan sát nha. Đây, bây giờ mình sẽ tắt chiếc quạt này luôn để chúng ta có thể dễ dàng quan sát đấy ạ. Đó. Đây, bà Ngọc đang bật cái số mạnh nhất này. Bà Ngọc sẽ tắt đi này. Đây. Rồi, bà Ngọc đã tắt cho mọi người này, cũng rất là dễ dàng thôi. Đằng sau có một cái núm cơ rất là dễ bật từ nấc 3, nấc 2, nấc 1, nấc 0. Đấy ạ, rất là dễ này, bà Ngọc vừa mới tắt này. Chỉ cần dùng một tay với ra là có thể tắt được rồi nha mọi người nhá. Không cần phải những cái nút bấm khó nhằn hay là những cái nút cơ khó xoay vặn thì yên tâm với em này. Nút vặn cũng cực kỳ đơn giản và dễ dàng. Đó, chúng ta thấy đấy ạ. Em này thì có các cánh quạt này. Cánh quạt này là 40cm mọi người nhá. Đường kính của cánh quạt này là 40cm với công suất là 36W mọi người ạ. Với công suất là 36W và sử dụng điện áp là 220V. Đó rất là cơ bản thôi nhưng mà đưa ra những cái làn gió cực kỳ mát mẻ trong cái mùa hè nóng nực này. Cực kỳ thích luôn. Đó, làn gió của chúng ta với cái công suất 36W này thì sẽ luôn được trải rộng khắp phòng này, làm mát khắp các diện tích. Và với cái luồng gió như vậy thì mình nghĩ là dù ngồi ở khoảng cách xa người thì cũng dễ dàng cảm nhận được những cái luồng gió mát lành từ chiếc quạt này đem lại mọi người nha. Đó, đây mình sẽ bật luôn cho cả nhà thấy này. Đây, mức mạnh nhất luôn này. Đó, ngồi ở xa thôi nhưng mà cũng rất là mát bởi vì em quạt này diện tích làm mát có thể lan tỏa khắp phòng. Đó, mọi người có thể thấy này, rất là mát luôn với chiếc quạt này mọi người nha. Bà Ngọc đang bật ở số mát, thậm chí là kể cả số 1 đây. Đó, kể cả số 1 luôn, cũng rất là mát mẻ luôn. Còn những ai mà thích phải có luồng gió siêu mạnh thì bật lên nấc 3 cho mình nha. Đó, với chiếc quạt này thì bạn dễ dàng điều chỉnh cái tốc độ gió khác nhau tùy theo nhu cầu này, giúp mang lại bầu không khí thoáng mát và dễ chịu hơn nhiều cho người sử dụng nhé. Và sản phẩm của chúng tôi thì đã đạt chất lượng 5 sao. Đây ạ, một cái điểm mà phải gọi là điểm 10 dành cho em quạt này, đó chính là đã đạt được chất lượng 5 sao. Và đây là chất lượng về tiết kiệm năng lượng của Bộ Công Thương chứng nhận mọi người nha. Chứng nhận 5 sao về tiết kiệm năng lượng do Bộ Công Thương chứng nhận. Và hoàn toàn yên tâm rồi đúng không ạ? Khi mà đã nhận được cái chứng nhận này nghĩa là chúng ta hoàn toàn yên tâm là quạt này sẽ giúp chúng ta tiết kiệm điện đúng không nào? Và với những em quạt này thì chúng ta có thể sử dụng luôn 2-3 chiếc quạt luôn. Bởi vì em này là quạt tiết kiệm điện đã được chứng nhận bởi Bộ Công Thương mọi người nha. Nên là nếu như là bạn Ngọc ấy ạ thì chắc chắn sẽ mua luôn 3-4 chiếc quạt này để trong mỗi phòng. Hoặc là phòng khách mình có thể để luôn 2-3 cái luôn, làm mát cực kỳ tốt. Hơn thế nữa lại còn tiết kiệm điện nên là không cần lo lắng là sử dụng quạt thì sau một thời gian thì sẽ tốn tiền điện của chúng ta đúng không nào? Hoàn toàn yên tâm bởi vì mùa hè mà, mùa hè thì nỗi lo lắng nhất của chúng ta là tiền điện, giá thành điện tăng vọt đúng không ạ? Thì với em quạt này không cần lo lắng về việc là chúng ta có tiết kiệm được tiền điện hay không nha mọi người ơi. Luôn đảm bảo rằng là gia đình bạn sẽ luôn có một giấc ngủ sâu và không lo bị lạnh. Hơn nữa lại còn tiết kiệm điện năng ở mức tối đa. Bà Ngọc nghĩ rằng là ở nhà ấy ạ thì sử dụng quạt nhiều khi mình thấy là các bạn nhỏ sẽ đỡ bị cảm cúm rồi đỡ bị ho hơn là nằm điều hòa. Nằm quạt sẽ giúp các bé của chúng ta không bị quá nóng mà cũng không hề bị quá lạnh dẫn tới trường hợp khô mũi hay là bị sổ mũi đâu ạ. Mà với em quạt này thì còn tuyệt vời hơn nữa bởi vì còn tiết kiệm điện năng mọi người nhá. Những cái điểm cộng phải có cực kỳ ưu ái, cực kỳ lớn của nhà sản xuất đã dành cho em quạt lửng này. Đó, vô cùng tuyệt vời luôn. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chia sẻ ngay là trong cái live stream Sun Hot Deal giá cực sốc này thì em quạt này có giá là bao nhiêu mọi người nhá. Mình sẽ nhắc luôn cho cả nhà luôn. Em quạt này hiện tại đang có giá niêm yết nhá. Giá niêm yết chứ chưa phải giá sale này. Giá niêm yết là 550.000 đồng cho em quạt này. Nhưng giá sale đấy ạ, giá sale trong live stream chỉ còn 489.000 đồng thôi mọi người ơi. 489.000 đồng cho em quạt này. Vậy thì còn chần chừ gì nữa ạ? Với mức giá này phải gọi là cực kỳ ưu ái luôn dành cho em quạt Midea với cực kỳ nhiều những cái tính năng cũng như là cái công dụng cũng như là cái việc tiết kiệm điện thì chỉ có 489.000 đồng thôi. Giá gốc là 550.000 đồng nha. Đó, giá rẻ cực kỳ luôn, 489.000 đồng cho em quạt này. Hãy nhanh tay đặt mua hàng ngay tại livestream này bởi vì giá bán này chỉ áp dụng ngay trong live mà thôi mọi người nhé. Giá 489.000 đồng chỉ áp dụng trong livestream mà thôi, duy nhất trong livestream. Nếu chúng ta comment ngay ngày hôm nay ngay trong livestream này hoặc là inbox này cũng như là gọi điện thẳng tới số hotline của chúng tôi mới có giá ưu đãi đến như vậy. Hơn thế nữa thì khi mua sản phẩm thì quý vị còn được tặng một voucher 100.000 đồng khi đơn hàng trên 1 triệu. Trời đất ơi, như vậy thì trong livestream này nhá, hãy múc luôn cho mình cái em bếp ga Kangaroo mình vừa giới thiệu này cùng với em quạt Midea này nữa là hóa đơn đã hơn 1 triệu rồi đúng không ạ? Và với hóa đơn này, chúng mình sẽ được tặng luôn một cái voucher 100.000 đồng mọi người nha.
Đó, như vậy thì số lượng sản phẩm rất là có hạn thôi, nên bạn hãy nhanh chóng để lại comment, chúng mình sẽ liên hệ ngay. Đó, chỉ cần để lại comment số điện thoại cùng với cái sản phẩm mình quan tâm, một là bếp ga, hai là quạt trong livestream này, chúng mình sẽ liên hệ ngay và tư vấn thật là nhiệt tình cho cả nhà luôn nha. Còn bây giờ thì bà Ngọc nghĩ rằng là một cái lời kêu gọi cuối cùng này, hãy nhanh tay chốt luôn ngay trong livestream này, hãy comment luôn trong livestream này với giá 489.000 đồng cho em quạt MyDNA này. Đó, còn giá niêm yết là như nào ạ? 550.000 đồng nhá, nhưng ngay trong livestream này giá chỉ còn 489.000 đồng cho em quạt MyDNA này. Còn chần chừ gì nữa ạ? Nếu như là mình ạ, là bà Ngọc sẽ đặt luôn tới 3-4 chiếc quạt này rồi đúng không ạ? Hơn đây nữa thì với những cái bill hàng mà chúng ta trên 1 triệu thì còn được tặng thêm một voucher 100.000 đồng nữa nha mọi người ơi. Vậy thì như vậy bà Ngọc cũng đã đưa tới cho mọi người những cái thông tin vô cùng hữu ích về những sản phẩm này rồi đúng không nào? Với mức giá bán như vậy thì thực sự là quá rẻ luôn. Và nếu như quý vị các bạn đang có nhu cầu thì đừng bỏ lỡ chiếc quạt này nữa nha. Tên. Như vậy là bà Ngọc đã giới thiệu với mọi người hai sản phẩm vô cùng đặc biệt trong livestream ngày hôm nay rồi. Đó chính là bếp ga Kangaroo và quạt MyDNA. Quý vị ơi, bà Ngọc xin được nhắc lại giá của hai sản phẩm này nhé. Đầu tiên đó chính là bếp ga Kangaroo. Giá bán lẻ của chúng tôi là 890.000 đồng là giá niêm yết luôn đó ạ. Nhưng mà giá trong livestream ngày hôm nay chỉ còn 699.000 đồng cho chiếc bếp ga này. Vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không nhanh tay đặt hàng luôn chiếc bếp ga này, một sản phẩm vô cùng cần thiết trong mỗi căn bếp của chúng ta đúng không nào? Hơn thế nữa thì với sản phẩm quạt lửng MyDNA của chúng tôi thì có giá niêm yết là 550.000 đồng như mọi người ơi. Giá livestream chỉ còn 489.000 đồng thôi ạ. Vô cùng tuyệt vời cho em quạt lửng này rồi đúng không nào? À, đừng bỏ lỡ cơ hội này nha mọi người ơi. Và hiện tại thì theo như Bảo Ngọc check thì bên cạnh những lượt comment đặt hàng trực tiếp thì cũng đã có rất nhiều các khách hàng đã comment này và đã inbox vào fanpage của chúng tôi rồi. Mọi người ơi, chúng ta hãy nhanh tay đi ạ, hãy nhanh tay comment tương tác này, đặt mua hàng ngay trong livestream cũng được, hoặc là chúng mình có thể inbox thẳng trực tiếp tới fanpage của MediaMart mọi người nha, để có thể sở hữu những sản phẩm vô cùng tuyệt vời này. Cảm ơn tất cả mọi người đã cùng nhau theo dõi và cùng đón chờ những cái deal cực kỳ sốc trong livestream ngày hôm nay, và Bảo Ngọc hứa rằng là MediaMart sẽ còn đưa tới cho mọi người những cái hot deal cực kỳ sốc nữa. Trong cái dịp được dịch ở nhà này, chúng ta sẽ không bao giờ nhàm chán đâu ạ, bởi vì những sản phẩm sale của chúng tôi sẽ không bao giờ làm quý vị thất vọng nhé. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những livestream tiếp theo.